các đại diện sòng bài rất giàu. Cú già tả đai của ngàn rất trọng giàu sẽ vui bò với về chụp bộ đại côn hơn chén đầu trọng trừng vững vòng các buổi học còn về chụp bộ đại côn năm một chung tạm buồn bài hơn và đi. Vâng ạ, hiện diện tại sân khấu đông đủ cú già tả đai. Vâng ạ, trọng hước trọng giàu hót đầu con bé ơi rất sung vui chung toàn đơn. Phồn có dàn và họ cần dệt cần dần tiết kiệm vâng dành dụng quá trình ăn năm đông sầu có biết năm đông sầu phải dẫn dệt để làm nhẫn chọc trừng vân pom kém để lích để sai để xì ma hà để thở của trang mất dệt trang dệt của trang leo trang khèo của trang văn hân là hà mặn hân quảng của làng sùng tèo ô và mà đi các sáu để mười lý bên trần lòng trọng tổ chức vàng buồn bài hơn và một sức ăn ở tông đạo phong tà phong pò phong me chúc buổi đại côn bắc một chung tại hân giảm đồng đồng tòa báo ban tổ chức gọi mời chúng con tại hân diên báo sau đây trịnh trọng tuyên bố bữa tiệc một tân gia gia chủ anh Doan và chị là tại bản quyền xã Triệu Phong huyện Sơn Hóa tỉnh Sơn La và được trở về từ tổ chức với hỏi gần tem qua kênh nhịp xòe tay bắt long trọng thực hiện sau đây xin phép được chính thức bắt đầu một trọng tân tân hân đây chúc mừng chúng nào. Trân trọng và kính mến, một ngôi nhà cho một tổ ấm là những kỳ vọng và ước mơ cho những cặp đôi sau những năm tháng kết hôn và những kỳ vọng và ước mơ đó đã trở thành những niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự đến với anh Doan và chị là trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng ạ, quý vị khách quý trân trọng và kính mến, ngôi nhà là nơi bình yên nhất và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc phải không quý vị? Và trong suốt quý vị ngồi đây thì ai cũng đã từng mơ ước xây dựng cho mình một ngôi nhà khang trang đầm ấm đầy ý nghĩa để là nơi mà các thành viên trong gia đình sẽ đưa về cho những ngày một về lo toan của công việc. Và ngày hôm nay rất vinh dự cho những người làm chương trình MC GTM và kênh Nhìn Xòe Thái Bắc cùng trở về chung với gia đình để chúc mừng cho anh Doan và chị là qua chén rượu mừng tân gia của gia đình. Vậy thay lời cho gia đình, ban tổ chức trân trọng kính mời một vị đại diện đáng kính đáng yêu nhất của gia đình, vâng ạ, đó chính là bác
Vâng ạ, phát ra sẽ có lời phát biểu thầy gia đình và nói đến lời cảm ơn tất cả các quý đã có mặt về dự ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bác ạ. Thầy có đến đi rõ trên báo cáo phúc bò phúc mè phúc lưu phúc làn phúc người phúc ý trước cửa sáng sớm ơ bà đúng sầu ơ đúng sầu cổ ơ bày hạc bày trời ơ cứ có tre trước cửa nhóm như nó thẳng tăng trước ó ơ trong thịt tiền xào trong giáo tiền xéo ơ rồi sống phù trong làn sầu ơ mà doan ơ cả trắng mây ỉn cáo bản kéo trên hơi cổ bên ba ơ sống bón độ cả vấn nay ơ tăng bản kéo ơ cả hạc bỏ tanh ơ khá đu khá tàu ma hả ứ sống bón tú bón ra ơ mình đi mở sống lù lạn ơ cổ ở bên bụng gấp hồ hồ mía ơ cổ bên đồ tết bất tái bên đồ cái bất thiệt bụng bên đồ cổ đồ mía bên mít chơ hang chơ hơi bên ba hứa là khởi trên này là ngớ nơi nâng ơ thơ chẳng mê ở bụng pì bụng nông ơ bụng gửi bụng ý bụng tà bụng nay ơ dù có khả nằm ăn cổ ma dù có khả chẳng sợ cổ tàu ơ ma mông khơn dạo sống bón đù bón lạn thơ chào bà phụ mía đù lạn chào vô hoàn cảnh khó khăn thơ cửa trò mi ơ khả mai mà dệt ngay khả quay mà dệt cửa chú tà chú nai chú bản chú khuấn chú ỷ bản cán bộ tổ đội hợp tác xã bản tiết thơ bà hãy cổ hoàn cảnh khó khăn trên đất cỏ bi ơ thị trấn nằm ta phái xó phái tăng ơ chú phương đù phương lạn phương người phương ý phương bò phương mẹ phương tà phương nay ơ trả nai trái lát nữa sửa chân ơ sáng hòa man bì hòa kiểng ơ ba buồn bông cấp hết đù lán sầu ơ phật tà hào hán triển sở ơ sáng vốn phụ nghĩa đù lán sầu mở cổ vẫn là kính quán có bó hóa kính xìa ơ bò sửa mẹ ơ sửa tà sửa nay ơ phật tà hào hán triển sở ơ tài đi mi hình ơ hảo văn hàng xếp mi mi chứa tài đơn lại cho mẹ chù bò chù đê. Học bà mẹ chú lại khuôn hâu. Lời qua mà cảm ơn hợp bà hợp mẹ. Cô ngàn tặng là hắn giảo hâu. Và lúc tiệm ta đã mới bỏ mẹ mẹ và cảm ơn hợp chú khuôn hâu đeo. Vậy chồng bà mẹ chú khuôn hâu. Hứa được bắt cậu hóa khá chén lẩu ạ. Học gần khá chén lẩu chú khỏi ạ. Bà đồng ý hóa khá chén lẩu và nho chén lẩu từng đời đừng ạ. Vâng sao để vui ạ. Bà đồng ý hóa tướng từng đời đừng ạ chú khỏi chồng ơi ạ. Vâng học khách tướng từng đời đừng chú khuôn ơi. Vâng xin mời tâm lệ quý chúng ta sẽ cùng đứng dậy đi ạ. Vâng mời bà mẹ chúng con ao cảm tưởng đây. Kín chén lẩu đi, hướng cả xuống khỏi các bờ đông phong mẹ và uống bằng một chuông. Chúng ta chung một lại tốt hảo hạn trường sáng. Đó là nhân viên đi này, đơ tâm lệ chúng con ao. 1, 2, 3, xin mời. Quân đã một chút thời gian bên phía bắc cảng năm một chương tại rất giàu năm năm sau tạo ra và đó là cùng với tấn châu với lì chúc mọi chung một lời quân hào an trường sáng và cần lý sắc bằng sáng sắc nhọn ơ hạ nhân vi thì thật lầy cả hướng đảo xung quanh để mang đại thầy và chúc một tôn nâng bà mẹ chung một lời quân hào đưa.